fan nhí hay không? Cô là fan nhí. Dạ. Lời đầu tiên cho Hương kính gửi lời kính chúc sức khỏe đến tất cả các khán giả trong nước và trên khắp hải ngoại, trong và ngoài nước. Và lời cảm ơn Trung tâm May đã cho cơ hội khán giả được dịp ngồi đây thưởng thức Mai cùng May, cho chính tầng May và phiêu lưu cùng sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường. Xin mọi người hãy tiếp tục bay cùng May show Đà Nẵng nhé. Và kính chúc May thành công, thắng lợi mới và thành công, và chúc con mãi tỏa sáng và ra nhiều sản phẩm mới. Đây là cô Hương tặng cho con. Cô này con đem cô mang từ Mỹ về, và đây là món quà chúc mừng con. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Tức con nha, con đón lên cô tặng con gì? Tôi không biết. Giang. Mẹ ta biết hết rồi, cô nói luôn đi. Nữ hoàng sân tấu tấu. Dạ nữa nha, vàng 4 số 9, 2 chỉ. Cô Kim Hoa Đồng Tháp nữa nha. Cười lên nè. Đẹp quá hai cô cháu ơi. Cười lên nè. Thank you.